Rồi dính con nữa nha các bạn ơi, dính con nữa nè, đó đó thấy không đó. Xin chào tất cả mọi người nha, cùng đến với kênh TK TV của mình. Bữa nay mình đi cắm câu nha các bạn. Hồi chiều mình mới mua được cái cần câu cá tre. Giờ mình đào được một hũ hũ trùng nha, hũ trùng đào này trước nhà mình. Rồi gồm có anh Tích nữa. Xin chào các anh Tích. Rồi cái đây là hũ trùng nha các bạn. Hũ trùng này mình đào ở trước nhà đó, câu cá chê rất là nhạy luôn. Hũ trùng này nó quá đã luôn. Rồi mời các bạn cùng xem nhé. Rồi chuẩn bị cắm câu nha các bạn ơi. Đó. Mồi bắt gì đó. Rồi. Mời tất cả cùng xem nha. Rồi cần đầu tiên nha. Rồi cần này cần thứ hai nha. Nước sông này rất đẹp luôn, quá trời dài luôn nha. Sông bự. Sông này là sông Mê Công nha. Cắm ở đây chỗ này ngon nhất. Chỗ này là quá thơm luôn. Chỗ này có đường mương lên ruộng. Chỗ này quá thơm. Có nước đang chảy xuống luôn kìa. Rồi dính con nữa nha các bạn ơi. Dính con nữa nè. Đó, đó. Thấy không? Đó. Ồ, quá đã. Quá đã luôn. Đó, thơm. Vô. Bằng lứa nhau luôn ha. Có con này nè bụng bự nè, chắc trứng không luôn quá. Con này bụng bự. Rồi các bạn cùng xem tiếp nha. Rồi chuẩn bị lên thêm con nữa nha. Đó. Đang ục ục ra. Thấy các bạn nhìn. Đó, đó thấy không? Thấy cái cần không? Đó, đó, đó. Ồ, quá thơm. Ủa nhảy quá. Em quên tập bơi. Rồi, ngon, thơm. Rồi, được 4 con rồi nha. Nó con này lại ra 4 con. 2 con, 3 con cái chê, 1 con cá lóc. Giờ mình cắm lại chỗ này nữa nha. Ok. Ok, quá trời luôn, quá trời luôn. Đâu đâu đâu. Đâu, quay cho mọi người xem cái. Đó, thấy không? Quá. Cảnh này quá đẹp luôn. Ồ. Wow. Thơm thơm trời ơi, quăng cỏ kìa,
thơm nha. Kéo quá trời luôn, thích ha. Kéo giật lên sướng quá, sướng luôn. Đó. Vô em. Chú chê. Được bốn bốn chú chê một chú lóc. Rồi mình cắm lại nha các bạn ơi. Nó dính cây nữa, nó kéo kìa, quá trời kéo luôn kìa. Thấy không? Thấy quá. Kéo quá trời kéo luôn kìa. Rồi bên kia dính thêm cây nữa kìa. Quá thơm, quá thơm không? Đâu đâu đâu. Đâu 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 đâu. Đó. Nhỏ mà kéo dữ ha. Nhỏ mà kéo quá trời kéo luôn. Thơm. Đó. Quá thơm rồi. Có dinh cần đó các bạn ơi, bên đây nè. Đó, đó, thấy chưa? Đó, thơm. Ủa quá, cá bự. Trời ơi. Trời, 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 trời. Trời ơi. Ủa cá này là cá gì? Nhét nó không có vô luôn à. Cá khủng quá nha các bạn. Trời ơi, cá phi. Quá trời cá phi luôn. Tưởng cá tre. Rồi kéo lên nặng kịch luôn. Cá phi bự nha. Quá trời luôn. Thơm nha, thơm nha các bạn ơi. Thơm, thơm rồi. Bữa nay vô mánh rồi. Vô rồi, vô rồi. Hai anh em chúng tôi vô rồi. Mãi con này kéo lên nữa mà cá chê chắc ký mấy ha. Em nãy tưởng cá chê không. Rồi mời các bạn cùng xem thêm nữa nha, còn nhiều lắm. Cái kinh này nhỏ mà coi như mà có vỏ ha. Rồi đứt dây luôn, trời ơi đứt lưỡi luôn. Xui dưới này đâu đâu lưỡi đâu, cần đâu. Nó cần kìa. Đứt lưỡi luôn, không biết cái gì luôn. Cái đứt lưỡi nổi. Đứt dây chứ, đứt lưỡi gì. Giờ mình cầm cắm lại nha các bạn ơi, cắm lại chỗ đây luôn. Đó, thơm nữa kìa, dính thêm cần nữa kìa. Đó, ghê chưa.
Đó, đó. Cà chê. Ủa? Ê. Trời ơi, cà phê đi bự bự vậy. Còn cả khủng nữa nha. Trời ơi, hai con giờ đang muốt rồi. Ôi Mà ơi. nó nổi đầu lên tự cái che. Cà phê không gì trời. Hai con có rupee. Quá thơm luôn nha. Có. Chắc còn, hy vọng là còn nha. Ôi còn. Thơm mày. Chê. Ui chê. Quá thơm luôn rồi. Thơm. Rồi, quá đã luôn các bạn ơi. Rồi, chưa vô gì mấy. Trời ơi, anh kia múa kìa. Anh Đô Phi ảnh múa. Quá thơm rồi các bạn ơi. Rồi, mình cắm lại nha. Rồi, có đồng tĩnh nữa nha các bạn ơi. Đó, cá chê kìa, thấy không? Nhưng mà dính cây cũng dính cá luôn. Ồ, quá thơm. Đây dính cây này chắc để tới sáng chắc chết ha. Ngọt. Nó ngọt, ngọt chết rồi. Hôm nay nó ngọt nó chết. Rồi thơm vô đó. Ê, chưa vô gì mấy đó, rồi đó thơm nha các bạn ơi. Bây giờ mình để mồi vô câm lại nha, cắm câu lại. Hai anh phi bự cho bá luôn. Kêu bằng hai con sư phụ. Thơm nha, dính cần nữa kìa các bạn ơi. Đón tấp. Đó, thấy không? Đó. Ghê quá. Ghê à. Hấp dẫn nha. Đó. Wow. Wow. Yeah, đó thành quả anh em của mình đó. Đó. Thêm một nàng chê nữa nha. Nó ăn sâu quá à. Chê này ăn sâu quá. Đó, thơm. Vô. Cái con này chắc có trứng nha. Bụng bự. Đúng đó, cá quá nhiều các bạn ơi. Quá thơm luôn. Chưa hết nha. Ừ, quá thơm đó, thấy chưa? Hai anh rô phi thôi là đầy đầy cái lọp này luôn rồi đó. Rồi mình câu lại nha. Đó. Rồi mời các bạn cùng xem tiếp nha. Rồi cây trước có động tĩnh nha, thơm nha. Đó. Cái gì?
Con cá gì? Con cá mẹ dịch. Đây, con cá nha. Đây, con cá này thả nó ra. Con thả đây. Đó, đi đi. Rồi, mình cấm lại nha. Giờ săn bắt mình vô phóng sinh nha. Giờ săn bắt vô phóng sinh. Rồi, mời các bạn cùng xem nữa nha. Cây trước có đồng tịnh nữa nha. Kéo nữa vậy hả? Ồ, thơm u. U quá trời luôn rồi. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Sát, sát nước luôn kìa, trời ơi. Đó, đó. Con gì để dài. À, chê hả? Quá trời. Rồi, một em chê nữa nha. Đó, đó nó nhảy kìa, quá trời. Ô, này còn dính mồi nữa ta. Này chắc mới ăn ha. Đó, thơm. Vô, rồi, đó. Thành quả anh em của chúng tôi đi nha. Còn nữa đó. Rồi giờ mình cắm lại nha. Chỗ nào dính nó dính hoài luôn á. Ừ. Thơm nha. Rồi, mời các bạn cùng xem nữa nha. Rồi dính con nữa nha các bạn ơi. Dính con mà nó trèo lên cây luôn kìa. Mơ mơ nhầm bay xanh đó, đó thấy không đó, một em chê nữa dính cây. Ô này không vuột vô dễ gì vuột đúng không? Đó một em nữa, thơm. Thơm nha. Vô đi nào. À. Thấy chỗ này là thái rồi. Ừ. Chỗ này em. Rồi mình cắm lại nha. Rồi các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Thấy gì chưa? Rồi mời các bạn cùng xem nữa nha. Còn nữa đó. Ê, dính. Rồi quá trời lên kìa. Ôi à. Trời ơi. Một em chê nữa. Chê này mới ăn. Ừ. Còn mồi ha. Đó, vô. Đó. Ê. Em nhảy ra vậy. Nè mồi nha các bạn ơi, thấy không? Trùng nè. Trùng này trùng tự nhiên thôi. Sau hè mình trước nhà mình cũng có. Dạ, trong nhà bạn không có. Thậm chí mưa lại nó bò vô cũng có luôn. Rồi mình cắm lại nha.
Rồi Vinh còn nữa nha, không xinh nha. Nhỏ quá. Đó. Sao bắt nó giống như bự bự, hai con quá. Nè chừng nào mới bự gì nào mới bắt được nè. Bây giờ giống như là bên nước ngoài vậy đó, bằng bự cái này nè mới bắt được. Còn nhỏ quá phóng sinh. Rồi mình cắm lại nha. Rồi dính thêm cần nữa kìa. Con này bự á. Ê từ từ thêm tấp ơi. Dính cây lá. Rồi, ok. Wow. Thơm. Con này đỡ hơn mấy con trước ha. To. Đó, thơm. Thưa mời các bạn ơi, quá trời rồi. Nói chung là Covid là kiếm gì ăn không. Covid của mình là kiếm cái này ăn không à. Tốt thì gạo thôi. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Quá thơm luôn nha. Là ở dưới quê mình là cá gì không luôn đó. Rồi mình cắm lại nha. Rồi các bạn thấy chưa? Quá trời luôn này. Đó. Rồi mời các bạn cùng xem nữa nha. Rồi kẹo nữa nha. Wow. Đó thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Đó. Rồi một em chê nữa. Nghe ngay khúc này đã đỡ không ha? Quá đã rồi các bạn ơi. Đó. Thơm phức luôn. Luôn ha. Rồi quá thơm nha. Rồi mình cắm lại luôn nha các bạn nè. Đó, thấy không? Đâu. Đâu. Có kéo nữa nha. Rồi có dính cá nha. Dính cây nữa. Ê coi chừng cây nha. Cá chết luôn hả? Cá ngọc gần chết luôn hả? Đó thấy không các bạn? Quá đã luôn. Rồi, dính cây nó ngọt gần chết luôn. Nó không có nhảy động tĩnh dính chân nè. Bất động tĩnh. Rồi mình cắm lại nha các bạn ơi. Đó mồi đó. Trùng này quá lợi hại. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Con này quá đã luôn các bạn ơi. Quá hấp dẫn. Rồi mình cầm lại nha. Rồi có động tĩnh nữa nha. Kéo vô cây nữa kìa. Ồ. Một con cá chê. Thơm như anh Tích ha.
Rồi, ok. Hai cây mình để sẵn ngay gốc cây luôn ha, vì đỡ mà không ruột. Ba đứt dây, nãy đứt dây hết, còn hết cần hai. Đứt dây hết hai cộng rồi, uổng thiệt chứ. Rồi mình câu lại nha. Rồi mời các bạn cùng xem nữa nha. Đó có cần nữa kìa. Đó đó đó, đó quá đã luôn. Đó. Đâu 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 đâu. Ê, ê. Xem chưa, xem chưa, đâu đó đó, thấy chưa? Rồi dở lên lên tới vậy quá trời rồi. Quá thơm. Rồi vô nha. Hết cần hả? Rồi hết cần anh em ơi. Hai cây đầu tiên là dính luôn nha. Hai cây đầu tiên dính luôn, cũng là hai cây cuối cùng luôn. Thành quả anh em của chúng tôi nhiêu đây nè. Đâu thành quả đâu? Quá trời kìa. Thành quả nè. Con hai con thành quả nè. Đổ bỏ đi. Gì đổ bỏ làm vậy? Rồi anh em chúng tôi về rồi nha, để sáng đi thăm nữa. Ê, hơi căng lại ra. Rồi bye mọi người. Mưa xả xổ quá. Vâng. Nè, đó rồi, mà đó ta liền liền rồi. Vâng. Nó dính cà phê rồi. Ôi nhìn hai con được luôn rồi. Quá trời con cá chê luôn. Ngắm cái hệ sẽ thấy dục tật khô hay chúa. Tật khô gai. Bắt rò te nè. Biết rò te không? Hả? Biết. Ôi mình cũng đi đặt nó qua hẻm lại. Ủa thôi nó đặt số không được rồi. Ủa khó cãi đặt tức bỏ lên phẳng chẳng phải vậy luôn không. Ok. Quá thơm. Rồi hello mọi người. Giờ
giờ này sáng rồi nhá. Chúc mọi người buổi sáng thật là vui vẻ. Bây giờ mình đi thăm câu rồi cuốn về luôn các bạn ơi. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đó, một cần đầu tiên. Có cần nhưng không có cá. Rồi ok. Đâu cần đâu. Ủa? Lặn luôn hả? Ồ. Biết cá bự không? Quá. À đồ. Rồi xong phim đất luôn. À, quấn nhiều quá đứt luôn. Dĩ dục bỏ làm gì? Mình rồi. Vinh cần cả. Đó thấy không? Thấy không? Thấy không các bạn? Đó, oh, wow. Đó, kéo ghê chưa? Quá đã luôn rồi. Rồi, một em cá chê. Hai con rồi ha. Ừ. Nhưng không được hai con rồi trời. Rồi. Một buổi sáng được một em rồi nha. Mới được em nha. Ruột em được em. Ừ. Con nãy bự. Bự hơn con này nhiều. Đó đó Vinh còn nữa các bạn ơi. Ủa, cái chê. Đó. Được chưa? Mười cần Vinh được hai con. Ba con xảy hết con. Thơm nha. Dính đây các bạn ơi. Đó, đó, keo quá trời. Cá chê, cá chê. Quá thơm. Cá chê nha. Đó, đó. Cái gì? Đâu. Bự không? Ê, ê, ê. Đó đang bơi dưới các bạn. Một em cá chê nữa. Đó, quá thơm.
Mua dữ ha. Quá thơm. Rồi dính cái nha các bạn ơi. Dính rồi nha. Đó. Dính cây ha. Quấn dữ gì trời. Ôi cá bự, cá bự, cá bự. Mua tập dần. Rồi sảy luôn rồi. Cá bự luôn á. Bo tài ăn tấp luôn. Ôi, uổng thiệt chứ. Rồi sáng luôn rồi. Thì nãy giờ hết hai con nữa. Mà con bự bự không? Con này cũng bự luôn. Con này đâu có đứt dây đâu, bị vuột luôn, dở lên bị vuột luôn. Rồi dính đi các bạn ơi. Ủa, bắn dữ gì trời. Đâu khoan 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 khoan. Ô. Trời quấn dây gì cục ngủ như vậy. Mày chắc cũng dính cũng lâu rồi ha, quấn dữ chứ. Đó, quá thơm. Cá chê không? Cá chê không nha mọi người ơi. Hả? Dính cận đi nha các bạn ơi. Thôi. Ê, bự bự bự. Đặt cho nó. Thơm nha. Đó, quá đẹp. Quá đã luôn. Cái con này bự hơn con mấy con trước ha. Sáng giờ mới được nhiêu đây rồi các bạn ơi. Sáng này đói rồi. Được có mấy con. Ừ. Đã gần ký. Đúng không? Với hồi tối mình dính nhiều quá. Đi thăm một lần đâu 80 mấy cây là đi thăm một lần là đâu hơn lần thùng bé á, hơn nửa thùng á. Ghê. Sông chảy quá trời chảy luôn. Sông dài chứ. Ở đó dính hết kìa.
Ê, dính gì vậy? Dính bọc, dính lưới gì? Dính cá luôn. Rồi, trời 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 trời. Ờ nha, này cũng chút xíu nó cũng bị mày xảy rồi. Chút xíu nó cũng bị xảy rồi mọi người. Ừ. Hên. Nào nhà ảnh lên xe lên ghe được rồi. Thơm nha mọi người. Quá là thơm. Hàng cá lau kiến hả? Không có chi, không có cái chơi vàng ha, còn chơi trắng thôi. Lâu lâu à? Ê cá chê gì á, cá chê. Ồ. Rồi mình phóng sinh thêm lần nữa đi.